Admin cộng đồng Địa Tạng Bồ Tát kính chào các quý thành viên. Nhìn những bức tranh Phật đẹp tuyệt vời như thế này, quý vị có dấy lên niềm ao ước một ngày mình cũng sẽ vẽ đẹp được như vậy không? Để giúp quý vị có thể dần thực hiện được ước mơ của mình, kênh Nhân Quả Luân Hồi mở chương trình ấn tống sách tô màu tranh Phật. Điều vô cùng đặc biệt là toàn bộ những bức tranh này đều được vẽ tay 100% bởi các thành viên trong cộng đồng. Kính mời quý vị cùng chiêm ngưỡng sự tuyệt đẹp của sách tô màu đặc biệt này và lắng nghe lợi ích của việc tô tranh Phật. Lợi ích của việc tô vẽ tranh Phật. Vẽ hay tô màu tranh Phật là một hoạt động thú vị và có rất nhiều lợi ích thực tế. Tô vẽ tranh Phật giúp hình thành các kỹ năng giao tiếp cộng đồng, kích thích óc sáng tạo. Đặc biệt, tô vẽ Phật với những đường nét đáng yêu, hiền hòa sẽ khiến dần dần tăng trưởng thiện tâm, vun bồi phước báo. Tô vẽ tranh Phật không chỉ là một hình thức thư giãn hiệu quả, mà còn là cách rèn luyện tính kiên trì, tỉ mỉ và khả năng tập trung tuyệt vời. Trong khi tô vẽ Phật, tâm trí chúng ta nghĩ nhớ, hướng về các ngài, đó chính là đang niệm Phật, dùng ánh mắt để chiêm ngưỡng và cảm nhận vẻ đẹp của hình tượng Phật. Đó tức là khen ngợi, tán thán Như Lai, cho đến khởi một ý niệm vui mừng, hoan hỷ khi thấy hình tượng Phật. Tất cả thấy đều là đang ươm mầm những hạt giống thành Phật quý báu cho tương lai sau này. Tự mình tô vẽ hình tượng Phật và lan tỏa, khuyến khích những người khác cùng tô vẽ chính là cách gieo trồng phước đức rất dễ dàng và hiệu quả. Sau khi hoàn thành mỗi bức tranh, chúng ta có thể cầu nguyện cho bản thân đạt được sự hoan hỷ, an vui, gia đình hòa thuận, tăng trưởng lòng từ bi và tinh hiểu chánh pháp, thường được gần gũi thiện tri thức và sống một cuộc đời có ý nghĩa. Điều kiện thỉnh sách. Đối tượng thỉnh sách là toàn bộ thành viên của cộng đồng Địa Tạng Bồ Tát. Số lượng thỉnh. Mỗi thành viên chỉ thỉnh tối đa 3 quyển. Cách thức thỉnh. Vui lòng xin gửi thông tin về địa chỉ email kênh nhân quả luân hồi viết liền a@gmail.com. Nội dung email viết như sau. Nhan đề: thỉnh sách tô màu tranh Phật. Nội dung ở bên trong email: tên, địa chỉ, ghi rõ số nhà, đường, phường, xã, quận, thành phố, càng chi tiết càng tốt. Số điện thoại của người nhận. Sau khi nhận đầy đủ thông tin như trên, kênh sẽ gửi sách về cho quý vị hoàn toàn miễn phí vận chuyển. Lưu ý, không nhận thỉnh qua tin nhắn hay comment và các hình thức khác ngoài quy định. Vẽ tượng Phật rực rỡ, trăm tướng phước trang nghiêm, tự làm hoặc bảo người, đều đã thành Phật đạo. Nhẫn đến trẻ em chơi, dùng cỏ cây hoặc bút, hoặc lấy móng tay mình mà vẽ nên tượng Phật. Những hạng người như thế, lần lần chứa công đức, đầy đủ tâm đại bi, đều đã thành Phật đạo, chỉ dạy các Bồ Tát, độ thoát vô lượng chúng. Trích Kinh Pháp Hoa, phẩm phương tiện, phẩm 2. Kênh rất mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình và đón chờ những tác phẩm xuất sắc ra đời của quý vị. Xin chân thành cảm ơn. Ha ha ha, Bồ Tát Mô Ni So Ha.